anh là chuẩn soái vương chuẩn soái vương thích màu xanh quất mâu hưởng soái vương chuẩn soái vương đụng đến anh là không nhân nhượng vương là soái vương xuống vãi xuống vãi là soái vương xuống vãi xuống vãi là soái vương xuống vãi anh là sẽ bị cương đụng đến anh là không nhân nhượng thế nên anh là chuẩn soái vương đụng đến anh là sẽ bị cương đụng đến anh là không nhân nhượng thế nên anh là chuẩn soái vương là soái vương xuống vãi soái vương xuống vãi xuống vãi là soái vương xuống vãi xuống vãi là soái anh là chuẩn soái vương chuẩn soái vương thích màu xanh quất mâu hưởng soái vương chuẩn soái vương đụng đến anh là không nhân nhượng vương là soái vương xuống vãi là soái vương xuống vãi là soái vương xuống vãi anh là sẽ bị cương đụng đến anh là không nhân nhượng thế nên anh là chuẩn soái vương đụng đến anh là sẽ bị cương đụng đến anh là không nhân nhượng thế nên anh là chuẩn soái vương là soái vương xuống vãi là soái vương xuống vãi xuống vãi là soái vương xuống vãi xuống vãi là soái vương xuống vãi
chúng ta.